Hội thoại tiếng Anh ngành Nails, dịch vụ móng tay bột. Bước thứ 3 là đắp bột, powder application, powder application, powder application. Tùy công việc của khách mà mình cần làm nails dày hay mỏng. Cái này đòi hỏi sự nhạy bén của người thợ. Mình nên hỏi khách bạn có làm công việc nặng không? How hard are you on your hands? How hard are you on your hands? How hard are you on your hands? Khách có thể trả lời, I'm pretty rough on my hands. I'm pretty rough on my hands. I'm pretty rough on my hands. Câu đó có nghĩa là tôi cũng làm công việc nặng khá là nhiều đó. Hoặc là not much. How hard are you on your hands? Not much có nghĩa là không có nặng lắm đâu, tôi không có làm công việc nặng đâu. Hoặc là khách có thể nói, I want my nails thicker, please. I want my nails thicker, please. I want my nails thick. I want my nails thick. Tôi muốn móng tay của tôi dày. I want my nails natural, not too thick. I want my nails natural, not too thick. Natural là tự nhiên. Thick là dày. Tôi muốn móng tay tôi tự nhiên, không có dày. I want my nail to be thin, but not too thin that can break. I want my nails to be thin. I want my nails to be thin, but not too thin that can break. I don't want them to break. I don't want them to break. Tôi muốn móng tay của tôi mỏng, nhưng mà đừng có gãy nha. Tôi không có muốn móng tay tôi gãy. I want my nails to be thin, but not too thin that can break. I don't want them to break. Nên nhớ, nếu khách đòi là mỏng quá, có nghĩa là thin, thì dễ bị gãy, thì mình phải nói với khách đó là bạn muốn móng tay mỏng nha, tôi có thể làm mỏng, mà tôi cố gắng để làm nó mạnh. Nhưng mà nhớ là nếu mà nó gãy thì không phải lỗi của tôi nha. I can do them thin. I'll try my best to make them strong. But please remember, your nails are not unbreakable, especially when they are thin. So if they break, it's not my fault. I can do them thin. I'll try my best to make them strong. But please remember, your nails are not unbreakable, especially when they are thin, okay? Câu ngắn hơn. I can do thinner, but it might break, okay? So it's not my fault. I can do thinner, but it might break, okay? I can do thinner, but if they break, it's not my fault. Okay? Khi mà mình đang cầm ngón tay của khách mà khách cứng, tay khách cứng quá, mình nói khách thư giãn ngón tay lại. Can you relax your hand, please? Can you relax your hands, please? Câu ngắn hơn. Relax, please. Relax, please. Relax. Relax. Có nghĩa là thư giãn. Bước thứ tư. Dũa và chỉnh shape lại. File and reshape. File and reshape.
Mình hỏi lại shape và độ dài có ok hay không? Are the shape and length okay? Are the shape and length okay? Câu ngắn hơn. Shape and length okay? Shape and length okay? Shape là dạng móng. Length là độ dài. Shape and length okay? Mình buffer xong rồi, mình cho khách đi rửa tay. Now wash your hands, please. Now wash your hand, please. Hoặc là, you can go wash your hands at the sink. You can go wash your hand at the sink. Câu ngắn hơn. You can go wash your hand, please. Câu ngắn hơn. Wash your hand, please. Và cái tay mình chỉ lại cái bồn nước. Wash your hand over there, please. Wash your hand, please. Và nhớ tay chỉ về bồn nước cho khách biết bồn nước ở đâu. Wash your hand, please. Khi khách muốn sửa một cái gì đó ở ngón tay, họ sẽ nhìn và chăm chú từng ngón. Khi khách nhìn cái ngón tay kỹ quá, có nghĩa là khách muốn sửa một cái gì đó. Mình sẽ hỏi, có vấn đề gì vậy? What's the problem? What's the problem? What's the problem? Có vấn đề gì vậy? What's the problem? Nếu khách nói, is it nail crooked? Is this nail crooked? Is this nail crooked? Crooked có nghĩa là bị xiên, không có được thẳng. Is this nail crooked? Đừng lo, tôi sẽ sửa nó. Don't worry, I'll fix it. Don't worry, I'll fix it. Và đừng quên nở một nụ cười. Thường thường khách kêu mình sửa lại, họ rất là ngại. Nhiều người thợ sửa lại cho khách cái mặt chật bịch một đống, vậy là không có nice. Cho nên mình khi mà mình sửa lại cái gì cho khách, mình phải tỏ ra kiên nhẫn và sẵn sàng sửa lại. Don't worry, I'll fix it. Hoặc là khách có thể nói, can you make this one shorter? Can you make this one shorter? Bạn có thể sửa lại cái móng này ngắn hơn chút xíu được không? Okay, don't worry, I'll fix it. Bước thứ 5. Sơn và kết thúc. Khi mình sửa tất cả xong rồi, mình phải hỏi chắc chắn lại. Mọi thứ ok không? Bạn có muốn sửa cái gì trước khi tôi sơn không? Do you want anything fixed before I polish them? Do you want anything fixed before I polish them? Do you want anything fixed before I polish them? Hoặc là câu ngắn hơn. Everything okay? Everything okay? Thường thường khi mà móng tay khách bỏ vào trong cái đèn á, nhất là sơn sơ lát, thì cái ngón tay cái hay bị lãng quên và dễ bị không khô. Mình phải dặn khách là ngón tay cái phải để thẳng và để ngửa lên nha. Make sure your thumb is up and straight, please. Make sure your thumb is up and straight, please. Up là ngửa và straight là thẳng. Make sure your thumb is up and straight, please. Câu ngắn hơn. Thumb là ngón cái. Thumb up and straight, please. Nhớ nguyên cả cụm từ này nha. Thumb up and straight, please. Thumb up and straight, please. Thumb up and straight, please. Bạn cẩn thận nha. Be careful, please. Be careful, please. Careful. Careful. Be careful, please. Nếu mà cần phải polish, make sure khách ok với cái nước sơn với một cái ngón đầu tiên. Khi mà bạn sơn thử một ngón đầu tiên, make sure khách ok với cái màu. Do you like the polish?
Do you like the polish? Do you like the polish? Hoặc là You like it? You like it? Khi mình polish sơn cả bàn, chùi clean những cái lem luốc ở ngoài á, thì mình phải hỏi lại khách How's everything? How's everything? Mọi thứ như thế nào? How's everything? Oh, everything is wonderful. Oh, fantastic. Good. Có nghĩa là mọi thứ tuyệt vời. Wonderful. Khi mà mọi thứ xong rồi, thì mình sẽ nói Thank you, I'm done with my service. Hope to see you again. Thank you, I'm done with my service. Hope to see you again. Please tell your friend about us. Please tell your friend about us. Xin nói với bạn của bạn về chúng tôi.